Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Điểm tin bóng đá. Và ngay sau đây, mời các bạn đến với phần cập nhật tin tức trong bản tin tối ngày hôm nay, 14 tháng 11, với những thông tin đáng chú ý sau đây. Huấn luyện viên Kim Sang-sik có quyết định đột phá ở tuyển Việt Nam. Công Phượng được ủng hộ trở lại tuyển Việt Nam. Tiền đạo Việt Kiều từng nằm trong danh sách của huấn luyện viên Park Hang-seo vượt mốc 100 bàn thắng tại châu Âu. Đối thủ lỡ kế hoạch đá giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup 2024 là những thông tin chính trong bản tin tối ngày hôm nay. Mời các bạn cùng đón nghe. Công Phượng được ủng hộ quay trở lại tuyển Việt Nam. Các bạn thân mến, thời điểm này thì có rất nhiều cổ động viên đã tỏ ra vui mừng khi tiền đạo Công Phượng có tên trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ tham dự ASEAN Cup 2024 của tuyển Việt Nam. Cho đến thời điểm ngày 17 tháng 11 đang đến gần, đây là cột mốc mà các đội tuyển tham dự ASEAN Cup 2024 phải nộp danh sách sơ bộ 50 cầu thủ để đăng ký với ban tổ chức giải. VFF dự kiến sẽ nộp danh sách này vào ngày cuối cùng để chờ các thông tin cũng như là giấy tờ từ một số cầu thủ nhập tịch. Theo một số nguồn tin và các trang mạng xã hội cho đăng tải thời gian qua, tiền đạo Nguyễn Công Phượng nằm trong danh sách sơ bộ 50 cầu thủ này. Dù là chưa rõ cầu thủ này có tên ở đội hình đi tập huấn ở Hàn Quốc hay không, nhưng nhiều người hâm mộ rất ủng hộ trên nền tảng mạng xã hội. Và dưới đây thì xin chuyển đến quý vị và các bạn một số bình luận tỏ ra vui mừng và ủng hộ cho việc là Công Phượng quay trở lại tuyển Việt Nam. Nói chung là có Công Phượng thì xem tuyển Việt Nam vẫn là có cảm xúc hơn nhiều, còn thiếu Công Phượng thì không cảm xúc lắm. Cầu thủ Việt Nam bây giờ là không có tiền đạo nào đáng xem như Công Phượng, Tiến Linh. Đội hình mà đều như là Hàn với Nhật thì lại khác. Việt Nam chúng ta chỉ quanh ở khu vực Đông Nam Á nên trình độ chỉ đến vậy. Cuối cùng thì huấn luyện viên trưởng cũng tìm được chiếc bút đầy mực để có thể ghi thêm tên Công Phượng vào danh sách đăng ký. Có Tiến Linh, Quang Hải, Hoàng Đức, bây giờ là thêm Công Phượng sẽ thu hút khán giả đến sân rất đông. Trong khi đó, tài khoản khác cho biết là phải siêng năng tập luyện bởi vì đã dự bị từ lâu rồi. Cho cậu ấy đá rồi mới thấy được mức độ thu hút cổ động viên hay là lối chơi hấp dẫn. Từ khi Công Phượng không thi đấu ở đội tuyển quốc gia, có ít người xem hẳn. Cứ để cho Công Phượng lên, nếu không đáp ứng được nhu cầu của huấn luyện viên trưởng thì cho về là chuyện bình thường. Khi đó thì vẹn cả đôi bên. Công Phượng lên đội tuyển Việt Nam là điều xứng đáng thôi, có gì đâu mà tranh cãi hoài vậy. Việt Nam mình khó có thể kiếm được tiền đạo nào như trường hợp của Công Phượng. Cậu ấy không còn sắc bén như trước, nhưng Công Phượng vào sân thì hậu vệ của đối phương sẽ bị áp lực dẫn đến sai số. Lẽ nào một tài năng mà lại bỏ ngoài thì thực sự là một điều lãng phí và đáng tiếc cho tuyển Việt Nam. Chúc mừng ngôi sao nhé, Công Phượng. Cho đến giai đoạn này, không có tiền đạo nào có sức tấn công và thể chất cũng như là kỹ thuật cùng khát vọng chiến đấu như trường hợp của Công Phượng. Còn lỗi ở Công Phượng là lạm dụng kỹ thuật, mất thời gian, nên có thể đá một trạm linh hoạt sẽ hiệu quả hơn. Huấn luyện viên Kim Sang-sik có quyết định đột phá ở tuyển Việt Nam, chuẩn bị cho AFF Cup 2024. Các bạn thân mến, mới đây thì đã có những tin đồn cho rằng huấn luyện viên Kim Sang-sik được cho là điền tên Nguyễn Xuân Son vào danh sách sơ bộ tham dự AFF Cup 2024. Đó có thể là sự bắt đầu của một chương mới cho bóng đá Việt Nam mà có thể sẽ khiến cho Thái Lan và Indonesia phải e ngại. Như đã nói, huấn luyện viên Kim Sang-sik đề ra 50 cái tên sơ bộ để hướng về AFF Cup 2024. Trước ngày 22 tháng 11, ông sẽ chính thức chốt danh sách xuống còn 30 người sang Hàn Quốc tập huấn 10 ngày, rồi xuống 23 cầu thủ dự giải vô địch Đông Nam Á. Nhiều nguồn tin khẳng định là trong số 50 cầu thủ ban đầu được ông Kim Sang-sik lựa chọn, có cầu thủ nhập tịch gốc Brazil Nguyễn Xuân Son. VFF cũng được cho là đang tích cực làm việc với ban tổ chức AFF Cup, Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á để chứng minh rằng là đến nửa đầu tháng 12 tới đây, Nguyễn Xuân Son đã đủ 5 năm ở Việt Nam, thay vì là thông tin cũ là phải đến tháng 1 năm 2025. Và như vậy, nếu mọi thứ diễn ra một cách thuận lợi kèm theo việc Xuân Son kịp bình phục chấn thương, khả năng cao là anh sẽ cùng tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2024.
Như vậy là sau 16 năm, tuyển quốc gia Việt Nam mới sử dụng lại cầu thủ nhập tịch. Trước đó, hồi năm 2008, thủ thành Phan Văn Santos là cầu thủ nhập tịch đầu tiên chơi cho tuyển Việt Nam. Đến năm 2009, thêm một vài cái tên nhập tịch khác được lên tuyển. Nhưng vì nhiều lý do và suốt từ đó cho đến nay, tuyển Việt Nam không sử dụng cầu thủ nhập tịch thêm một lần nào nữa, dù có nhiều cầu thủ giỏi nhập tịch vào Việt Nam, khát khao được cống hiến cho tuyển quốc gia Việt Nam. Lần này thì câu chuyện nhập tịch được VFF tái khởi động, dĩ nhiên là đã trải qua rất nhiều cân nhắc, nghiên cứu từ câu chuyện của 16 năm về trước để không còn là một quyết định đột phá, tạm thời, mà hẳn sẽ là một hướng thử nghiệm mang tính lâu dài. 16 năm trước, câu chuyện tuyển Việt Nam sử dụng những cầu thủ nhập tịch về mặt chuyên môn dù là chưa tạo ra đột phá, nhưng bước đầu cũng vẫn có những dấu hiệu tích cực. Đó là chuyện rất bình thường. Bóng đá không đơn giản là phép cộng mà phải cần quá trình nhất định để những điểm tốt hòa trộn vào nhau, cùng tôn lên sức mạnh một cách tổng thể. Tiếc rằng 16 năm trước, tuyển Việt Nam không có đủ thời gian để có thể làm phép thử cho các cầu thủ nhập tịch. Nhưng bây giờ có lẽ câu chuyện đã khác và bóng đá Việt Nam sau nhiều năm cân nhắc hẳn là sẽ đi đúng lộ trình hơn cho một thử nghiệm mang tính đột phá. Câu hỏi đặt ra là vậy thì chỉ với một cầu thủ nhập tịch như là Nguyễn Xuân Son, tuyển Việt Nam sẽ mạnh thêm và mạnh đến đâu? Và câu hỏi thứ hai đặt ra là nếu dùng thêm từ 2 đến 3 cầu thủ nữa như là Nguyễn Xuân Son thì tuyển Việt Nam có mạnh thêm nữa hay không? Trong bóng đá thì có thêm cầu thủ giỏi thì đương nhiên là sức mạnh tổng thể sẽ thường là tăng lên. Tuy nhiên thì vẫn còn đó phụ thuộc vào nhiều vấn đề. Ví dụ như là lối chơi của cầu thủ đó là liệu có phù hợp với tập thể hay không? Hay là phong cách tập luyện, sinh hoạt của nhân tố đó có tạo ra sự đoàn kết cho cả đội hay không? Những điều phức tạp đó nhưng có thể được điều hòa bằng cách quản lý. Bởi vậy mà chúng ta có thể kỳ vọng là đội tuyển Việt Nam nếu chấp nhận đi theo phương án sử dụng cầu thủ nhập tịch một cách bài bản, tức là song song với việc phát triển bóng đá trong nước, sức mạnh của tuyển quốc gia là sẽ đi lên. Ở Đông Nam Á hiện nay, tuyển Việt Nam đang đánh mất vị thế khi lứa trụ cột thời huấn luyện viên Park Seo đã sa sút thấy rõ, trong khi đó thì lớp trẻ chưa kịp trưởng thành để có thể thay thế cho các đàn anh. Việc tìm kiếm cầu thủ Việt Nam là cũng chưa mang lại các tín hiệu quá mạnh mẽ. Gần đây nhất, hồi tháng 9, dù là thi đấu với đội hình chưa phải là mạnh nhất của Thái Lan, nhưng chúng ta đã thất bại 1-2. Còn Indonesia bây giờ thậm chí đang vươn tầm châu Á khi liên tiếp hòa ở Ả Rập Xút và Úc. Thế nên bóng đá Việt Nam cần một đòn bẩy mạnh mẽ hơn nữa mà những cầu thủ nhập tịch như là Nguyễn Xuân Son đang là lựa chọn. Biết đâu đó thì nếu thực hiện tốt và chỉ trong vài năm ngắn ngủi, tuyển Việt Nam sẽ trở lại thế lực mà Thái Lan và Indonesia phải e ngại. Thậm chí thì chúng ta có thể là mạnh mẽ tại châu Á và có thể là mơ xa hơn. Tiền đạo Việt Kiều từng nằm trong danh sách của huấn luyện viên Park Seo đạt cột mốc 100 bàn thắng tại châu Âu. Kết thúc mùa giải 2024, Alexander Đặng, cầu thủ này đã ghi được 13 bàn thắng cho câu lạc bộ Leicester trên mọi đấu trường. Trong số này thì có 11 pha lập công tại giải đấu hạng 3 của bóng đá Na Uy. Ở tuổi 34, chân sút Việt Kiều đã đạt con số 110 bàn thắng kể từ khi thi đấu chuyên nghiệp. Các bàn thắng này đều đến ở các giải đấu của Na Uy. Đặng đã trải qua nhiều câu lạc bộ khác nhau. Tuy nhiên thì dù lọt vào top 3 cuộc đua vừa phá lưới, tiền đạo cao 1m85 vẫn không thể giúp cho câu lạc bộ của mình cạnh tranh được tấm vé thăng hạng. Trong quá khứ, các bạn còn nhớ là Alexander Đặng từng nằm trong danh sách theo dõi đặc biệt của huấn luyện viên Park Seo. Nhà cầm quân người Hàn Quốc thậm chí đã cùng trợ lý Lee Jang-jin sang tận châu Âu xem dò cầu thủ này. Nhưng cuối cùng, thầy Park đã không có dịp làm việc với Alexander Đặng ở tuyển Việt Nam. Giai đoạn trước mùa giải V-League 2023, chân sút Việt Kiều cũng đã về Việt Nam thử việc trong màu áo Nam Định. Dù vậy thì một loạt khúc mắc đã khiến cho chuyến thử việc đã diễn ra là không suôn sẻ và không có hợp đồng nào được ký kết. Theo nguồn tin từ Nam Định cho biết, Đặng chưa có đầy đủ hồ sơ để đăng ký thi đấu theo suất dành cho cầu thủ Việt Kiều. Còn theo trang chuyển nhượng quốc tế Transfermarkt, ở thời điểm đỉnh cao sự nghiệp, tức là vào cuối năm 2018, Đặng được định giá 300.000 euro, ngang với những trụ cột của tuyển Việt Nam. Tới đây, tuyển Việt Nam của chúng ta nhiều khả năng sẽ không có đủ quân số cho chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, khiến cho ông Kim Sang-sik có thể là phải đau đầu tính toán cho đấu trường tại Đông Nam Á.
Như đã nói ở trên, vào ngày 22 tháng 11, tức là 2 ngày sau khi vòng 9 của V-League khép lại, từ danh sách sơ bộ 50 cầu thủ, ông Kim Sang-sik sẽ triệu tập 30 cái tên chuẩn bị cho chiến dịch AFF Cup. Một vấn đề đang khiến cho ông thầy người Hàn Quốc khá đau đầu là đợt tập trung tuyển Việt Nam trùng với hai trận đấu ở Cúp Châu Lục của Thép Xanh Nam Định. Cụ thể là đội bóng này đá hai trận ở vòng bảng Cúp C2 châu Á gặp Liman, câu lạc bộ của Hồng Kông tại Thiên Trường ngày 27 tháng 11, sau đó có chuyến làm khách trước Bangkok United của Thái Lan vào ngày 4 tháng 12. Hiện tại, Nam Định đang đứng thứ hai ở bảng G và họ có cơ hội lớn giành vé đi tiếp. Vì thế mà việc đội bóng này không nhả quân cho đội tuyển quốc gia là có thể xảy ra. Huấn luyện viên Kim Sang-sik đang phải lên kế hoạch cho trường hợp cầu thủ của nhà đương kim vô địch V-League không lên đội tuyển. Ở đợt tập trung gần đây nhất, Thép Xanh Nam Định có 3 cầu thủ, bao gồm Hồng Duy, Tô Văn Vũ và Văn Toàn. Với những gì thể hiện tại V-League, số lượng cầu thủ của đội bóng này được triệu tập lên đội tuyển có thể sẽ còn nhiều hơn khi Văn Vĩ hiện là cũng đang đạt phong độ cao. Như vậy, trong trường hợp xấu nhất, tuyển Việt Nam chỉ có thể đủ quân số sau ngày 4 tháng 12, nhưng đó là rất gần với trận ra quân gặp đội tuyển Lào tại AFF Cup diễn ra vào ngày 9 tháng 12. Ngoài vấn đề nhân sự ở Thép Xanh Nam Định, ông Kim Sang-sik cũng đang chờ đợi thông báo về tình trạng chấn thương của trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh. Cầu thủ này đã bị tái phát chấn thương sau trận derby thủ đô giữa Công an Hà Nội và Hà Nội FC ở vòng 4 V-League. Trước đó, cũng vì dính chấn thương nên Việt Anh đã không thể lên tuyển trong đợt FIBA Days của tháng 9. Một trung vệ khác là Duy Mạnh cũng chưa trở lại, trong khi đó Văn Hậu vẫn đang điều trị chấn thương. Còn cầu thủ Việt Kiều Gia Sơn Penem Quang Vinh thì chưa được nhập quốc tịch Việt Nam. Đối thủ lỡ kế hoạch đá giao hữu chuẩn bị cho AFF Cup 2024. Các bạn thân mến, vào dịp FIBA Days tháng 11 này, đội tuyển Philippines ban đầu tổ chức đá giao hữu với đội tuyển Sri Lanka diễn ra trên sân nhà ngày 19 tháng 11. Tuy vậy, Sri Lanka bất ngờ gặp vấn đề về tài chính, không thể chi trả cho việc đi lại nên quyết định không đến Philippines để đá giao hữu. Do đó, đội tuyển này khó lòng tìm một đối thủ khác để thay thế và đành chấp nhận chỉ có một trận giao hữu. Cũng rất may cho huấn luyện viên Kim Sang-sik khi kế hoạch thăm dò đội tuyển Philippines của ông không bị thay đổi. Dự kiến, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ dự khán trận đấu giữa Philippines và Hồng Kông vào ngày 14 tháng 11, rồi sau đó lên đường sang Indonesia. Chia sẻ về việc đội tuyển Philippines hủy kế hoạch đá giao hữu, quản lý của đội là Freddy Gonzalez chia sẻ: "Chúng tôi được thông báo rằng là do gặp khó khăn về tài chính nên đội tuyển Sri Lanka sẽ không thể thực hiện chuyến đi đến Philippines cho trận đấu ngày 19 tháng 11. Đây là một tin tức thất vọng, đặc biệt khi chúng tôi rất mong muốn được thi đấu trước sự ủng hộ của khán giả nhà trước khi giải AFF Cup diễn ra vào tháng sau. Tôi chân thành xin lỗi tất cả những ai đang mong chờ trận đấu này." Đối với những ai muốn gặp gỡ và giao lưu với đội bóng, chúng tôi sẽ có một buổi tập có thể mở tự do vào ngày Chủ nhật 17 tháng 11 tại sân vận động Rezo Memorial. Thời gian cụ thể sẽ được thông báo sớm, ông Gonzalez chia sẻ. Mới đây thì tân thuyền trưởng Albert Capellas của tuyển Philippines cam kết là sẽ giúp cho đội tuyển này đạt phong độ tốt nhất ở giải đấu, thậm chí là nghĩ đến trận chung kết. "Tôi có thể hứa rằng là chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để giành chiến thắng trong các trận đấu. Nếu điều đó xảy ra thì hãy xem chúng tôi có thể làm được gì ở trận chung kết. Chúng tôi xứng đáng có mặt ở đây và cùng với các nhà vô địch." Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị và các bạn cũng có thể để lại những bình luận của mình ở trong phần bình luận của video. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.